thầy trò. Cương đòi nó cương nó bay xuống đi. Ê quý vị các bạn ơi, cái cảnh vịt chạy đồng chắc là quý vị các bạn chưa giờ được tận mắt chứng kiến gần như vậy lâu nha. Chưa chưa bao giờ gần như vậy như thế luôn. Ôi ôi chịu nổi không bà con quát ơi. Ồ nó đẹp. Ở đây được bao nhiêu con vậy em? Ồ, bầy này 9.000, bầy bên kia đó là nó đi theo bầy, nó đi đủ hết không? Đâu có nhớ được hả? Chỉ ước chừng vậy thôi. Sát tiến gần với các em. Này gọi là vịt cò hả em? Chắc không biết có mình đâu ha, tiến vô từ từ. Ôi ôi trắng đồng luôn á. Này người ta gọi là một ngày chạy chạy đồng cùng với vịt đó. Một ngày chạy đồng cùng với vịt. Ủa đi dữ vậy, đi nhanh dữ vậy. Ồ đây đất nó khô hết trơn rồi nè. Ồ nguyên bài nó chạy thấy thương không? Đây bà con ơi, con nó chạy nè. Bà ơi, nó quay xanh quá. Ôi ôi, cái cảnh này chắc là cảnh đây có một cái bầy nhỏ đang đua. Ô ô ô đua 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 đua.